Cầm đây, những bức hình vui đùa của Chris Hemsworth và con trai mới đây đã làm cộng đồng mạng được một fan cười trong hoang mang. Chả là Chris Hemsworth chỉ đang bồng bế cậu con trai và chơi đùa trên bãi biển thôi, mà ai nhìn vào cũng phải công nhận rằng Chris Hemsworth sinh ra để làm Thor, thằng búa đầy sức mạnh trong vũ trụ Marvel. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất, follow ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Nhắc tới những ngôi sao quyền lực hàng đầu thế giới, người ta sẽ nghĩ ngay đến tài năng, danh tiếng, khối tài sản kếch xù cùng ngoại hình xuất sắc và thần thái ngút ngàn. Như một lẽ đương nhiên, những cậu ấm cô chiêu sinh ra trong gia đình của những ngôi sao này đều là thủ khoa bộ môn đầu thai, được nhận tất cả những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển. Nhiều cậu ấm cô chiêu còn may mắn được thừa hưởng vẻ đẹp và khí chất ngút ngàn từ bậc phụ huynh, cũng như một cuộc sống sang chảnh từ khi mới lọt lòng. Ta có lẽ không xa lạ gì với nữ diva Mariah Carey khi cô luôn thể hiện được thần thái mạnh mẽ và luôn truyền cảm hứng bất tận trong từng ca khúc. Cô và chồng trẻ Nick Cannon đã chào đón cặp song sinh hôm ngày 30 tháng 4 năm 2011, đúng vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai người. Dù giờ đây đôi vợ chồng đã ly hôn, nhưng họ vẫn cùng nhau làm tốt trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ. Thỉnh thoảng hai nhóc tì được mẹ đưa đi dự các sự kiện hay thậm chí còn lên sân khấu biểu diễn cùng mẹ. Các con của Angelina Jolie gồm Matt Doss đã 19 tuổi, Bathins 16 tuổi, Zahara 15 tuổi, Silo 14 tuổi, cặp song sinh Knoss và Vivian cùng 12 tuổi. Tất cả đều được tiếp cận nguồn giáo dục tốt và phát triển lĩnh vực mình yêu thích. Trong khi hai anh lớn Bastien hăng say với tiếng Việt, Matt Doss học tiếng Hàn và Nga, thì Zahara dần làm quen với ngôn ngữ Pháp, Silo yêu thích Khmer, ngôn ngữ Campuchia. Còn cặp sinh đôi của Jolie Peak có thế mạnh về tiếng Ả Rập và ngôn ngữ ký hiệu. Năm 2009, Fernando Torres chính thức kết hôn cùng bạn gái Olalla Dominguez Liste, kết thúc một cuộc tình đẹp từ năm 2001. Torres và Liste hiện sinh được ba người con: Nora 2009, Leo 2010 và Elsa 2015. Stormy là con gái của Kylie Jenner, tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, và rapper Travis Scott. Cô bé chào đời ngày 1 tháng 2 năm 2018 tại Los Angeles của Mỹ. Có cha mẹ đều là triệu phú và tỷ phú, từ nhỏ Stormy đã tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa tại biệt thự 12 triệu đô la Mỹ ở khu vực Beverly Hills, có phòng riêng chứa đồ hiệu cao cấp. Từ lúc 5 tháng tuổi tới nay, Stormy sưu tập được một tủ giày hàng chục đôi sneakers đủ màu sắc, kiểu dáng đến từ những thương hiệu nổi tiếng Louis Vuitton, Nike, Giuseppe Zanotti. Không chỉ vậy, Stormy thậm chí đã quen với việc sử dụng phi cơ riêng và đi nghỉ mát trên chiếc du thuyền 6.000 tỷ. Shakira được mệnh danh nữ hoàng Latin và nổi tiếng với ca khúc La 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 trên khắp thế giới. Cô lớn hơn bạn trai của mình, cầu thủ Gerard Piqué đến 10 tuổi, nhưng lại tỏ ra là một cặp trời sinh. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2010, hiện đã có với nhau hai con trai, Milan 8 tuổi và Sasha 6 tuổi. Trên trang mạng cá nhân của mình, Piqué và Shakira từng gây sốt khi chia sẻ clip cho con trai Milan khi ấy mới chỉ 2 tuổi, học 7 ngôn ngữ. Gia đình trung vệ Barca được xem là một trong những tổ ấm đẹp nhất làng bóng đá thế giới, chỉ sau cựu danh thủ David Beckham.
Cristiano Ronaldo không chỉ nổi tiếng bởi sự nghiệp đỉnh cao mà còn sở hữu một gia đình nhỏ đầy mơ ước. Hiện tại cầu thủ có biệt danh CR7 đang sống cùng bạn gái Georgina Rodriguez và bốn nhóc tì kháu khỉnh của mình. Trưởng nam của nhà Ronaldo không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo Jr. Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Ronaldo gây chú ý khi thông báo trên trang cá nhân việc anh lần đầu lên chức bố với người con trai được đặt tên theo chính mình. Tháng 6 năm 2017, anh chào đón cặp song sinh bằng phương pháp mang thai hộ với hai bé có tên Eva và Matteo, một trai một gái. Năm tháng sau, Ronaldo thông báo rằng bạn gái Georgina đã hạ sinh cho mình một cô con gái Alana Martina. Ngoài những giờ tập luyện và thi đấu, CR7 dành thời gian để chăm sóc và chơi đùa cùng những đứa con đáng yêu của mình. Con gái Beyoncé, cô bé Blue Ivy Carter có một cuộc sống như nữ hoàng nhí từ khi mới chào đời. Chỉ mới 8 tuổi nhưng Blue Ivy Carter đã ra dáng một cô chủ nhỏ đầy sang chảnh và quyền lực, thậm chí còn có uy hơn cả bố mẹ, cặp siêu sao Beyoncé và Jay-Z. Và vẻ kiêu kỳ của Blue Ivy cũng là do cuộc sống khác với những bé gái bình thường. Con gái Beyoncé hiện giờ đã có ekip nhân viên riêng, stylist riêng, đầu bếp và vệ sĩ riêng. Thậm chí Blue Ivy còn sở hữu dòng sản phẩm nước hoa thời trang riêng của mình. Chris Hemsworth và vợ có 3 người con, cô bé India 8 tuổi và cặp song sinh Sasha Tristan 6 tuổi. Gia đình Chris Hemsworth chuyển về vịnh Byron, Australia sống từ năm 2014. Chris Hemsworth ngoài đời là một ông bố 3 con và rất có trách nhiệm với gia đình. Dù bận rộn với lịch quay, nhưng Chris Hemsworth vẫn cố gắng đưa vợ con đi du lịch nhiều nơi nhất có thể. Đó là những chuyến câu cá cắm trại bên bờ biển để khám phá thiên nhiên, dạy con những bài học vỡ lòng. Nam diễn viên cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với các nhóc tì nhà mình một cách đầy âu yếm. Gia đình Kardashian vốn nổi tiếng với đội chiều chi bậc nhất Hollywood. Do đó các con cưng trong nhà này từ khi sinh ra đã được cưng như trứng. Không chỉ được hưởng những tiện nghi vật chất cao cấp nhất, được vệ sĩ, đầu bếp, bảo mẫu phục vụ tận răng, mà các bé còn có sức ảnh hưởng riêng của mình, không khác gì những ngôi sao nhí từ khi mới chào đời. Năm 2019, vợ chồng Kim Kardashian chào đón thêm đứa con thứ tư nhờ vào phương pháp mang thai hộ. Sinh năm 1998 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Jaden Smith là con trai đầu lòng của cặp đôi quyền lực Hollywood Will Smith và Jada Pinkett Smith. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Jaden đã bộc lộ tài năng của mình khi tham gia diễn xuất ca hát. Jaden Smith còn được nhắc đến là một trong những biểu tượng trẻ góp phần truyền cảm hứng tới cộng đồng LGBT. Jennifer Lopez sinh con gái Emmy và con trai Max vào tháng 2 năm 2008. Cặp song sinh là trái ngọt tình yêu của Jennifer với nam ca sĩ Mark Anthony sau 4 năm kết hôn. J.Lo cho biết cô mang bầu hai con một cách hoàn toàn tự nhiên, chứ không hề thụ tinh nhân tạo. Max và Emmy luôn thân nhau như hình với bóng. Cả hai đều thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Jennifer thường đưa các con tới thảm đỏ của mình. Bé Jasmine là thành quả của hôn nhân giữa The Rock và nữ ca sĩ Lauren Hacian. Họ kết hôn vào năm 2007.
Trên màn ảnh, chúng ta được chứng kiến The Rock với những vai diễn cơ bắp mạnh mẽ. Nhưng khi ở nhà, anh mang đến hình ảnh hoàn toàn khác, nhẹ nhàng và bình thản khi chơi đùa cùng cô con gái. Vừa rồi là những khoảnh khắc đẹp của các ngôi sao thế giới và con của họ. Nếu thấy video thú vị, đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.